góp giọng trong ca khúc mới của Thùy Chi, Trấn Thành bị chê chỉ nghe nửa bài. Các bạn đang theo dõi kênh tin tức giải trí V News. Tối 20 tháng 10, ca khúc mới Nói Chia Tay Thật Khó của Thùy Chi đã được ra mắt. Bài hát được sáng tác bởi Virus, phối khí bởi One Hit, Hồ Đắc Nhật Tân và có màn góp giọng của Trấn Thành. Thùy Chi chính thức đầu quân với công ty quản lý của Virus với ca khúc đầu tiên hợp tác chung. Virus thể hiện tham vọng với Thùy Chi bộ sộ triệu view như đạo diễn Kha Wai Tuấn Anh, diễn viên trẻ đẹp như Oanh Kiều, Samuel An. Thế nhưng cư dân mạng lại không hài lòng với việc Trấn Thành góp giọng trong Nói Chia Tay Thật Khó của Thùy Chi. Có những bình luận cho rằng giọng hát của Trấn Thành chưa đủ tầm khi đặt bên cạnh Thùy Chi lại càng thấy rõ sự khập khiễng. Một số bình luận, giọng Thùy Chi hay ghê không phải chê. Trấn Thành nghe phát bao nhiêu cảm xúc nó tụt hết. Thùy Chi cũng không cứu nổi, không hiểu sao Thùy Chi đồng ý hát cùng Trấn Thành. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến trái chiều thì cũng không ít người đã đứng ra bênh vực, dành lời khen ngợi cho nam MC. Trấn Thành hát hay đó chứ. Trấn Thành không phải là ca sĩ nên hát như vậy là được rồi. Nhạc hay, hát cũng đỉnh nữa, nốt cao của anh Thành rất tốt, Thùy Chi thì không cần bàn nữa. Anh Thành hát vậy mà họ vẫn chê được. Đây là A Xỉn bị khàn giọng không thì còn hay hơn nữa, với em như vậy là quá hay rồi. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về sự kết hợp đầy mới mẻ của Thùy Chi và Trấn Thành trong sản phẩm comeback lần này? Đừng quên chia sẻ để D News cũng biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!